Rõ nét là đẹp trai lên mới được không? Dân Sóc Trăng mãi đỉnh nha. Hai anh trai ở Sóc Trăng vừa mới lên chốt xong cái chiếc máy 135 và Volvo 58 về làm công trình. Thì vừa mới giao dịch xong rồi, bây giờ trong quá trình tiến hành bảo dưỡng và bàn giao trong ngày hôm nay nhé. Cảm ơn anh trai đã tin tưởng ủng hộ đến kho chọn lựa sản phẩm nhé. Dạ vâng, Kim thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với kênh Kim Win Cơ Giới VN nha. Buổi trưa ngày hôm nay là em Kim vừa mới chốt xong 3 chiếc máy đào. Đấy, thì em đang trong cái quá trình bảo dưỡng chuẩn bị giao về Sóc Trăng 2 chiếc và Hà Tĩnh 1 chiếc ha. Thì chiếc máy đào 135 này, đấy, em đang sale chỉ có 550k thôi. Thì anh trai đã đến tặng kho test máy và chọn lựa 1 chiếc để đem về công trình công trường. Em đang cho thợ tiến hành bảo dưỡng ngay và luôn để vì bàn giao trong ngày hôm nay nha. Và cái chiếc Volvo này á, là hôm trước anh trai ở Đồng Xoài chốt nè, em cũng đang bảo dưỡng nha, hoàn tất rồi. Một hai hôm nữa là ngày lành tháng tốt là anh trai sẽ đến rước dâu. Kế tiếp là cái dòng sản phẩm Yamaha Vio 17 chốt về Sóc Trăng nha. Thì cái chiếc này á, là em đã có độ thêm cho anh trai cái bao gió dài đấy, để cho anh trai về làm công trình. Với lại không có xài mui, anh trai kêu chế để mình cắm cái dù á, thì bên nhà em Kim cũng chế luôn cho khách hàng nha. Rồi, kế tiếp là cái dòng Volvo 58 Blue này đem đi về miền Tây. Đó, đang trong quá trình bảo dưỡng và ngày hôm nay bàn giao luôn ha. Đấy. Và dạ, cậu, dạ. Ở đây 88 này Hà Tĩnh nha. Đấy, anh trai đang ở đợi để mình tiến hành bàn giao luôn. Đây, đây nè. Đây nè anh. Chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Đi được rồi. Bút bút xa là gà xôi mỡ nha. Dạ, cái gì mà đi. Thế cái này được rồi. Dạ, vậy bàn giao giấy trước cho anh đi ha. Nhớ cái búa dưới kia đó quăng vào luôn nha chị. Dạ, rồi ok. Cái xe này gọi luôn mà có việc đó. Dạ, rồi ok. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh trai nha. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn anh trai. Chúc anh về phát tài phát lộc nha. Dạ. 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 Dạ tháng lên tiếp. Bữa nay em có về cái lô nhỏ mà đẹp đẹp vậy mà lô chắc. Dạ. Đây, vừa tiễn khách về miền Tây nha. Đây, chiều buổi chiều của nhà em Kim nha, đang tập lập bảo dưỡng cái bàn giao cho khách ha. Đây về ba miền, Hà Tĩnh, miền Tây với lại Sóc Trăng. Đấy, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc. Đang tổng đang bảo dưỡng 5 chiếc thôi. Vậy là Osaka rồi nha, đã lên trên xe 1 rồi nha anh. Bây giờ là chuẩn bị xuất xưởng. Cảm ơn anh trai đã ủng hộ nha, chúc anh trai về làm ăn phát tài phát lộc đại cát đại lợi anh trai nha. Chiếc xe nhỏ này ra thì chiếc xe lớn sẽ vào bóc con xe lớn luôn nha. Nay cũng tầm 11 giờ rưỡi đêm rồi. Chiếc này về miền Tây làm công trình. Sáng ngày mai là có mặt tại công trình rồi. Anh em Sóc Trăng chào đón em đó nha. Đấy. Chiếc kia đi thì chiếc này là vừa đến luôn ha. Chiếc này bây giờ là lui vào trong để mình chuẩn bị bóc con xe 05 cũng về miền Tây luôn nha. Đấy. Chỉ với 550k là mình sẽ sở hữu được một cái chiếc SK 35 SRR. Sản phẩm nhà em Kim thì đang sale quá trời quá đất luôn. Đấy. Nguyên một dãy ha, đầu giá 550k hết nha, 05 nha cô chú anh chị. Đấy, chiếc này thì về miền Tây làm đường cao tốc. Đấy. Đây là quá trình mà lên máy nè, em đang gọi ông khói cho anh chị mình thấy. Đấy. Quá im. Quá xuất sắc. Vậy là hoàn tất cái quá trình mà mình lên trên một rồi nha anh. Đây giờ dưới là khoảng 6 tiếng thì sáng là mình có xe đưa vào công trình làm luôn rồi. Đấy. Nay ngày làm tháng tốt, đưa một cặp về miền Tây nha. Đây là Volvo 58 rồi luôn. Đây là SK 135 SR. Đấy. Này là chung chung một chủ nha. Đấy, chiếc này quay đầu. Rồi. Volvo đi trước. Volvo đi trước, cô bé lạ lướt theo sau. Hai chiếc gặp nhau tại công trình. Nhớ ăn ít làm nhiều làm giàu cho chủ nha.